Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duyên Audio. Trong video này em giới thiệu một mẫu âm ly của hãng Kenwood, thương hiệu Nhật Bản xuất sang thị trường châu Âu, sử dụng đa cầu điện. Dòng này ưu điểm lớn nhất của dòng này đó là có chỉnh equalizer 7 giải riêng biệt các bác nhé, chỉnh equalizer 7 giải đó. Nghe nhạc rất là hay luôn, rất dễ để ghép loa. Dòng này đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, rất dễ để ghép loa. Trở kháng rộng rồi có hệ thống equalizer, rất dễ để ghép loa các bác nhé. Hàng xuất châu Âu thì vẫn có đường gọi là FM full đài tần số Việt Nam. Mặt nhôm màu đen và hình thức còn rất đẹp luôn. Mời các bác tham quan tổng thể mặt tiền trước, sau đó là nội thất. Ở đây sẽ có một cái nắp cốp chỉnh hệ thống equalizer này. Đấy. 7 giải các bác nhé. Tổng thể mặt tiền là đẹp. Đấy. Nội thất thì cũng đẹp và tổng thể âm ly về trong trạng thái rất đẹp luôn. Đấy. Dòng này sẽ đánh 4 con sò than lớn các bác nhé, 4 sò than lớn. Đấy. Vì tản nhiệt xương cá và đây thêm hai cái sò phụ nữa. Máy móc thì cam kết là bao zin. Thông số của âm ly Kenwood V8010 với những cái dòng âm ly xuất châu Âu này thì ở Việt Nam mình thì cũng không hề nhiều. Và đây là dòng âm ly AM Stereo Tuner, âm ly Stereo. AC đa nguồn điện này. Công suất 450W này. Lắp ráp tại Singapore. Chữ này nó dùng cho cái nước nào mà nó có chữ nghe được, bình thường nó sẽ là made in Singapore, nhưng mà đây là tiếng này em không biết tiếng gì cả, nhưng mà tóm lại hàng xuất sang châu Âu. Về trở kháng thì A hoặc B sẽ là 4 đến 16 ohm, còn A và B sẽ 8 đến 16 ohm. Dòng này để chơi tốt những dòng loa bass 30 một cặp thôi, còn hai cặp bass 25 thì đánh ổn thoải mái quá nhá. Ở đây là chỉnh cầu điện vào thì đã chuyển sang đây, các bạn có thể gạt, đây em đã gạt sang 220 rồi. Đấy, có các bác nào dùng điện 110 thì các bác gạt sang, còn cắm điện trực tiếp 220 thì đã gạt sẵn rồi nhá. Cái này nó vẫn có thêm đường loa phụ này, đường số đao thôi. Đấy, nhưng mà đây vẫn được thuộc vào dòng âm ly stereo bình thường. Đấy. Ở đây vẫn có các đường cầu analog kết nối thiết bị điện thoại, TV, máy tính, và vẫn có cổng phono dành cho đĩa than này. Đấy, các bác cứ về cắm cổng CD hoặc cắm cổng video 1, video 2, video 3, cắm vào cái đường in này. Đấy, nếu mà cắm 8 bộ tap 2 thì cắm cổng play. Đấy. Ở đây là chỗ cài FM AM bắt full đài tần số Việt Nam các bác nhé. Nên xem sò gì. Chỉ nhìn cái vây tản nhiệt này đã thấy phê rồi. Audio video stereo receiver. Đây các bác có thể chỉnh quay rất hay luôn các bạn đây. Quay đây thì nó phù hợp với nhiều cái dòng loa hơn các bác nhé. Tại vì khi mà ở đây sẽ chỉnh được cái giải mid này, thì nhiều cái dòng loa mà cái bác nào mà cái giải trung nó yếu ấy, thì đẩy cái giải mid này lên. Đấy. Thì giải trung nó sẽ tốt hơn. Và dòng âm ly này các bác ghép thêm vào hát karaoke này càng thêm hay nữa. Thì khi mà có hệ thống chỉnh cái equalizer, khi mà cái tiếng của âm ly nó phát ra loa thì cái giọng hát của các bác có thể thay đổi được. Đấy. Thay đổi trên hệ thống của equalizer này một chút. Đấy. Rất là hay luôn. Ở đây là bật tắt cầu loa A và cầu loa B. Đấy. Đây A cộng B. Đấy. Và đây là bật tắt equalizer. Nếu các bác nhìn thấy chữ on này, cạnh chữ EQ này, thì là equalizer đang bật. Đấy. Nếu các bác xem trên điện thoại hay TV của các bác ấy, thì các bác nhìn thấy chữ nó hay bị kiểu sóng ấy, nhưng mà em cam kết cho các bác là ở bên ngoài nhìn vào thì là 100% đẹp xuất sắc các bác nhé. Chứ đây là do hiệu ứng ánh sáng bên ngoài nó đẩy vào, đâm ra là điện thoại em quay nó cứ bị kiểu các bác nhìn nó nháy rồi đấy.
Nhưng mà bên ngoài đã đảm bảo cho các bác 100% sáng đẹp xịn các bác nhé. Không có hiện tượng, bất cứ hiện tượng nháy nhung gì cả. Ở khu vực này, khu vực chọn các tín hiệu đầu vào. Và đây là chọn cổng tuner FM, IAM đầy đủ. IAM thì các bác chọn vào đây. Đầy đủ hết. Ở đây là phần lưu kênh để chọn các cái sẵn rồi dò sẵn đài, các bác lưu kênh vào đây. Nó có chữ memory này các bác nhé. Đây dò đài tuning và đây là tăng giảm tần số. Bật tắt EQ và một vài cái hiệu ứng nhạc các bác để chế độ bypass giúp em. Đấy. Nó vẫn thuộc trực thuộc vào dòng âm đi stereo bình thường các bác. Ở đây là ba đăng cân chỉnh loa. Và muting thì gọi là muting ở chế độ ngắt loa tạm thời, nó sẽ nháy được các bác nhé. Đấy. Giải 1k này xuống thì cái giải bass nó cực kỳ sâu các bác nhé. Đấy. Và khi đẩy lên cao thì đây em sẽ đẩy lên này. Rồi, hệ thống chỉnh equalizer các bác có thể tùy chỉnh được nhiều các thể loại nhạc hơn, dễ dàng ghép loa hơn với cái âm đi Kenwood. Âm đi có kích thước chiều ngang 44, chiều cao 16,5 và chiều sâu 40. Tại sao cứ cái video nào em cũng phải đo kích thước như này thì các bác đỡ phải mất công rằng hỏi em là kích thước chuẩn là bao nhiêu để đo kệ tủ các thứ, thì em lúc nào cũng có kích thước các thứ đầy đủ hết cho các bác để các bác ướm thử cái kệ đầy đồ hay cái thứ như mình cho nó phù hợp. Đấy. Giá là 3.200.000 đồng, đã bao gồm cả phí vận chuyển các bác nhé. 3.200.000 bao ship, 3.200.000 bao ship. Và bình thường bây giờ các bác đi mua một cái equalizer các bác nhé. Đi mua một cái equalizer bây giờ em tính rẻ nhất bây giờ có phải rơi vào tầm 2 triệu. Đi mua thêm một cái âm ly còn nghe hay nữa thì cũng phải tầm đôi 3 triệu nữa. Đấy. Ở đây nó tích hợp cả sẵn luôn và hệ thống equalizer gói gọn hết trong một cái âm ly như thế này thì các bác nghe nhạc hát hò karaoke rất hay trên cái âm ly Kenwood này. Và cái ưu điểm rất lớn của cái dòng này đó là dòng điện sản xuất châu Âu, nó sử dụng đa cầu điện để các bác đỡ phải cắm nhầm điện, phải mua đổi nguồn các thứ phức tạp. Đấy là rất hay rồi. Đấy, giá 3.200.000 bao ship các bác nhé, một con đi chất âm hay. Đấy, cho một cái chất âm rất hay để chỉnh cái quay này dư. Đấy. Và các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.